nói yêu mình mà lại không like video mình, vậy là ghét mình rồi. Dạo này các bác xem video quên thả like cho tôi rồi hay sao ấy, buồn ghê luôn. Các bác nhớ like video để tôi có động lực làm nhiều video hay hơn nữa nha. Video này mà được 2k like, tôi sẽ tặng một phần quà siêu siêu đặc biệt cho bạn nào like video và để lại bình luận mà được nhiều tim nhất nhé. Hà Cúc Kinh nói là làm, hết tuần này sẽ tổng hợp kết quả nha. Mấy nay tôi bị ốm quá các bác ơi, giọng như vịt đực luôn, có ai thương tôi không? Chỗ tôi hôm qua vừa xét nghiệm xong, vừa lo vừa run vì mấy hôm nay tôi bị ho. Lo nhỡ mà dính một cái là họ hốt tôi đi luôn ấy chứ chả đùa. Lấy đâu ra người nữa mà làm video cho các bác xem. May quá không làm sao thì tôi lo mãi. Các bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Trời lạnh ra ngoài phải mặc áo ấm này. Nhớ đừng ăn uống đồ lạnh, kẻo viêm họng nhá. Mà chỗ các bác tình hình dịch sao rồi, ổn không? Mong cho mau mau hết dịch, Tết còn được ăn Tết chứ nhở. Chứ tôi cũng phải mấy năm rồi chưa được về quê ăn Tết ý. Nói chưa hết chuyện đã hết video rồi. Món này ăn ngon cực, các bác làm thử nhá.